Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú ngoài thành Tỳ Xá Ly trong một khu rừng. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: xưa, lúc ta chưa thành đạo, lúc ấy ta sống trong núi Đại Úy. Nếu ai có lòng dục hay không lòng dục mà vào trong núi này, toàn thân lông dựng ngược. Lại gặp lúc quá nóng nực, sóng nắng tung hoành, ta cởi trần mà ngồi. Ban đêm thì vào rừng sâu. Lúc trời quá lạnh, gió mưa dồn dập, thì ban ngày ta vào trong rừng, ban đêm ngủ ngoài trời. Bây giờ ta hay tụng một bài kệ mà xưa chưa từng nghe, chưa từng thấy. Lạnh lẽo đêm nghỉ, trong núi Đại Úy, thân thể cởi trần, ta đã thệ nguyện. Hoặc ta đến Gò Mã để lấy áo người chết che mình. Bây giờ có người xóm án tra đến lượm nhánh cây đâm vào tai ta hay thọc vào mũi ta. Có người khạc nhổ, có người đi tiểu hoặc lấy đất bôi lên mình ta. Nhưng ta trọn không nghĩ gì về họ. Lúc ấy ta có tâm xả này. Bây giờ tại chỗ chuồng bò, nếu thấy phân bê ta liền lấy ăn, nếu không có phân bê ta liền ăn phân bò. Khi ăn món này ta nghĩ: nay ăn để làm gì, hãy nhịn trọn ngày. Lúc ta nghĩ vậy, chư thiên đến chỗ ta bảo: nay ngài chớ nhịn ăn nữa. Nếu ngài nhịn, tôi sẽ đem cam lồ tinh khí giúp ngài sống. Ta lại nghĩ: đã nhịn ăn sao lại để chư thiên đem cam lồ cho ta? Đó là sự dối trá. Rồi ta lại nghĩ: nay ta có thể ăn các thứ mè, gạo bỏ dư. Bây giờ mỗi ngày ta ăn một hạt mè, một hạt gạo, thân hình liệt nhược, xương cốt dính nhau, trên đỉnh đầu mọc mụn nhọt, da thịt rơi rớt, ví như trái bầu khô vỡ, không lành lặn. Đầu ta lúc ấy cũng thế, trên đỉnh đầu mọc nhọt, da thịt rơi rớt do không ăn. Cũng như tinh tú hiện trong giếng sâu, lúc ấy mắt ta cũng thế, đều vì không ăn. Ví như xe cũ hư nát, thân ta cũng thế, tất cả đều hư hỏng, không thể theo ý mình. Cũng như dấu chân lạc đà, hai xương cùng của ta cũng thế. Nếu khi ta lấy tay đè bụng, liền đụng xương sống. Nếu lúc đè xương sống, liền đụng da bụng. Thân thể ốm yếu đều vì không ăn. Bây giờ ta đã dùng một hạt mè, một hạt gạo làm thức ăn mà trọn vô ích, chẳng được pháp thượng tôn. Nếu muốn đại tiểu tiện, ta liền té xuống đất, không tự đứng lên được. Bây giờ chư thiên trông thấy liền nói: Sa môn Cù Đàm đã diệt độ. Lại có chư thiên nói: Sa môn này chưa chết, này ắt phải chết. Có chư thiên lại nói: Sa môn này không phải chết, sa môn này thực hành A-la-hán. Pháp A-la-hán thường có khổ hành này. Bây giờ ta còn thần thức, biết được chuyện bên ngoài. Ta lại nghĩ: nay lại nhập vào thiền không hơi thở. Và ta liền nhập vào thiền không hơi thở, đếm hơi thở ra vào. Ta do đếm hơi thở ra vào, giác biết có hơi từ lỗ tai ra. Khi ấy tiếng gió như tiếng sấm. Ta lại nghĩ: nay ta ngậm miệng, bịt tai cho hơi thở không ra. Hơi thở vì không ra được, khi đó hơi thở theo chân và tay mà ra. Giả sử khi hơi không ra từ tay, mũi, miệng, bây giờ bên trong như tiếng sấm rền. Ta cũng thế, khi ấy thần thức vẫn còn chuyển theo thân. Ta lại nghĩ, ta hãy nhập lại thiền nín thở. Khi ấy ta phong bế hết các lỗ thở, vì ta phong bế các hơi thở ra vào. Đầu trán liền đau nhức như có người lấy dùi mà dùi đầu. Ta cũng vậy, đầu đau rất khổ sở. Bây giờ ta vẫn còn thần thức, ta lại nghĩ, nay ta nên ngồi thiền, dứt hơi thở, không cho hơi thở ra vào. Khi ấy
ta liền bích hơi thở ra vào, các hơi thở dồn xuống bụng. Lúc hơi thở chuyển động hết sức nhỏ nhiệm, như đồ tể cầm đao giết bò, ta cũng vậy, hết sức đau đớn. Cũng như một người yếu đuối bị hai người mạnh khỏe nắm lấy đem nướng trên lửa, đau đớn chịu không nổi, ta cũng vậy, khổ đau này không thể trình bày đầy đủ. Bây giờ ta vẫn có thần thức, ngày ngày ta ngồi thiền, thân thể không có màu sắc giống người. Có người trông thấy nói, sa môn này có màu da quá đen. Có người thấy nói, sa môn này có da như màu chàm. Tỳ kheo nên biết, trong 6 năm tu hành khổ hạnh này mà chẳng được phép thượng tôn. Bây giờ ta nghĩ, nay ta nên ăn mỗi ngày một trái cây. Ta liền ăn một trái. Khi ta ăn ngày một trái, thân hình yếu đuối, không thể tự đi đứng. Như 120 tuổi, đốt xương rời rạc, chẳng thể nâng đỡ. Tỳ kheo nên biết, một quả khi ấy bằng một trái táo nhỏ bây giờ. Bây giờ ta lại nghĩ, đây chẳng phải căn bản ta hành đạo, hẳn phải có con đường khác. Ta lại nghĩ, ta nhớ lại ngày xưa ở dưới gốc cây của phụ vương, không dâm, không dục, trừ bỏ pháp ác bất thiện, nhập sơ thiền, không tầm, không tứ, nhập nhị thiền, xả niệm thanh tịnh, không có các tưởng, nhập tam thiền, không khổ lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền. Có thể đây là đạo. Này ta nên tìm đạo này. Trong 6 năm, ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai gốc, hoặc nằm trên ván đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi chồm hổm, hoặc để râu tóc dài không hề cạo hớt, hoặc ngày phơi lửa thiêu đốt, hoặc trời tiết đông lạnh ngồi trên băng, thân thể chìm trong nước, hoặc lặng lẽ không nói, hoặc có lúc một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày ăn một bữa, hoặc ba ngày một bữa, hoặc bốn ngày một bữa, cho đến bảy ngày một bữa, hoặc ăn rau trái, hoặc ăn lúa mè, hoặc ăn rễ cỏ, hoặc ăn trái cây, hoặc ăn hương hoa, hoặc ăn các thứ quả củ. Có lúc ở trần, có lúc mặc y rách nát, hoặc khoác y bằng cỏ gấu, hay khoác y lông da. Có lúc lấy tóc người che thân, có lúc để tóc dài, có lúc lấy tóc người khác đội thêm. Như thế tỳ kheo, khi xưa ta khổ hành đến như vậy mà chẳng thu hoạch được căn bản của bốn pháp. Thế nào là bốn? Nghĩa là giới luật hiền thánh khó tỏ, khó biết. Trí tuệ hiền thánh khó tỏ, khó biết. Giải thoát hiền thánh khó tỏ, khó biết. Tam muội hiền thánh khó tỏ, khó biết. Đó là, này tỳ kheo, có bốn pháp này. Xưa ta khổ hạnh chẳng được cốt yếu này. Bây giờ ta lại nghĩ, này ta cần phải tìm cầu được đạo vô thượng. Thế nào là đạo vô thượng? Đó là hướng về bốn pháp này. Giới luật hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí tuệ hiền thánh, giải thoát hiền thánh. Rồi ta lại nghĩ, chẳng thể đem thân ốm yếu này mà cầu đạo thượng tôn. Ta nên ăn chút ít để được khí tinh vi, nuôi nấng thân thể, khí lực mạnh mẽ, sau đó mới tu hành đắc đạo. Ngay khi ta ăn chút ít, được khí tinh vi, năm tỳ kheo bỏ ta mà đi. Sa môn Cù Đàm này tánh hạnh thác loạn, bỏ chân pháp theo nghiệp ta. Lúc đó ta từ chỗ ngồi đứng dậy, kinh hành theo hướng đông. Ta lại nghĩ, chỗ thành đạo của hằng sa chư Phật đời quá khứ là ở đâu? Ngay khi ấy, phía trên ta có thiên thần đứng giữa hư không, nói với ta rằng: hiền sĩ nên biết, hằng sa chư Phật quá khứ ngồi dưới bóng mát cây đạo thọ mà thành Phật. Rồi ta lại nghĩ, chỗ ngồi nào mà được thành Phật? Chư thiên lại bảo ta, quá khứ hằng sa chư Phật ngồi trên đệm cỏ, rồi sau đó mới thành Phật. Khi ấy, cách ta không xa,
có Bà La Môn cắt tường cắt cỏ một bên. Ta liền đến đó hỏi: ông là ai, tên gì, có họ gì? Bà La Môn đáp: tôi tên Cát Tường, họ Phất Tinh. Ta bảo người ấy: lành thay, tên họ như thế rất hiếm có trên đời. Họ tên không dối mới thành hiệu này. Cầu mong cho ông đời hiện tại tốt lành, không điều gì bất lợi, trừ sạch sanh già bệnh chết. Ông họ Phất Tinh, thật phù hợp với ta. Nay ta muốn xin ít cỏ. Cát Tường hỏi: cụ Đàm dùng cỏ để làm gì? Ta đáp Cát Tường: ta muốn trải dưới cây Thọ Phương để cầu bốn pháp. Thế nào là bốn? Đó là giới luật hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí tuệ hiền thánh, giải thoát hiền thánh. Tỳ kheo nên biết, bấy giờ Cát Tường tự thân đem cỏ trải dưới cây Thọ Phương, rồi ta ngồi lên, chính thân chính ý ngồi kiết già, buộc niệm ở trước. Bấy giờ tâm ý ta cởi bỏ tham dục, trừ các ác pháp, có tầm có tứ, nhập sơ thiền, trừ diệt có tầm có tứ, tâm nhập nhị thiền, tam thiền, xả niệm thanh tịnh, ưu hỷ trừ sạch, tâm nhập tứ thiền. Bấy giờ ta với tâm thanh tịnh, trừ các kết sử, đắc vô sở úy, tự biết túc mạng biến đổi vô số, ta liền tự nhớ việc vô số đời, hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 20, 30, 40, 50, 100 đời, nghìn đời, trăm nghìn, vạn đời, kiếp thành kiếp hoại, vô số kiếp thành, vô số kiếp hoại, vô số kiếp thành hoại. Ta từng chết đây sinh kia, từ kia mạng chung đến sinh nơi này, nguồn gốc nhân duyên gốc ngọn, ta nhớ việc vô số đời như thế. Ta lại bằng thiên nhãn thanh tịnh, không tì vết, quán chúng sanh, kẻ sinh người chết, thiện xứ sắc lành, cõi ác sắc ác, hoặc đẹp hay xấu, tùy hành nghiệp từ trước, ta thảy đều biết rõ. Hoặc có chúng sanh do thân, miệng, ý, hành ác, phỉ báng hiền thánh, tạo gốc nghiệp tà, tương ưng với tà kiến, thân hoại mạng chung, sinh trong địa ngục. Hoặc có chúng sanh do thân, miệng, ý, hành thiện không phỉ báng hiền thánh, tương ưng với chánh kiến, thân hoại mạng chung, sinh ở nhân gian. Đó là chúng sanh mà thân, miệng, ý không có tà nghiệp. Ta do tâm tam muội thanh tịnh không tỳ vết, dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa, liền thành vô thượng chánh chơn. Này các tỳ kheo, hoặc có sa môn, bà la môn rõ biết các nẻo, nhưng những nẻo đường này vốn ngày xưa ta chưa có đường nào chẳng đi, chỉ trừ chưa hề một lần sinh lên trời tịnh cư, vì ở đó không còn tái sinh trở lại cõi này. Hoặc với một số sa môn, bà la môn, đó là chỗ đáng tái sinh, nhưng ta chẳng sinh vì không thích hợp. Vì đã sinh lên trời tịnh cư thì không còn trở lại thế gian này nữa. Các ngươi đã đạt được giới luật hiền thánh, ta cũng đạt được. Các người đạt được tam muội hiền thánh, ta cũng đạt được. Các người đạt được giải thoát hiền thánh, ta cũng đạt được. Các người đạt được giải thoát tri kiến hiền thánh, ta cũng đạt được. Ta đã cắt dứt gốc rễ bào thai, sinh tử đã hết hẳn, không còn tái sinh. Thế nên các tỳ kheo, hãy cầu phương tiện thành tựu bốn pháp. Vì sao thế? Vì nếu tỳ kheo nào được bốn pháp này thì thành đạo không khó. Như ngày nay ta thành đạo vô thượng chánh chơn đều do bốn pháp này mà được thành quả. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc,
rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: quá khứ lâu xa, trời Tam Thập Tam là Thích Đề Hoàng Nhân cùng các ngọc nữ đến vườn Nang Đàn Bàn Na dạo chơi. Có một vị trời làm kệ: không thấy vườn Nang Đà thì chẳng biết có vui. Các chỗ chư thiên ở không đâu hơn nơi này. Bấy giờ có vị trời khác bảo vị trời ấy rằng: ông không có trí, không biết phân biệt chánh lý. Vật ưu khổ mà ngược lại cho là vui, vật không bền chắc mà nói là bền, vật vô thường nói ngược là thường, vật không lõi chắc lại nói lõi chắc. Vì sao thế? Ông há không nghe Như Lai nói kệ sao? Tất cả hành vô thường, có sanh tất có chết, chẳng sanh thì không chết, việc này là vui nhất. Đã có nghĩa này, lại có kệ này, sao ông nói cõi này vui nhất? Nay ông nên biết, Như Lai cũng nói pháp bốn bộc lưu. Nếu chúng sanh chìm trong những dòng lũ này, trọn chẳng đắc đạo. Những gì là bốn? Nghĩa là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Thế nào là dục bộc lưu? Đó là năm dục. Những gì là năm? Mắt thấy sắc, khởi thức tưởng của mắt. Tai nghe tiếng, khởi thức tưởng của tai. Mũi ngửi mùi, khởi thức tưởng của mũi. Lưỡi nếm vị, khởi thức tưởng của lưỡi. Thân biết xúc chạm, khởi thức tưởng thân. Đó gọi là dục bộc lưu. Thế nào là hữu bộc lưu? Đó là ba hữu. Thế nào là ba? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Đó là hữu bộc lưu. Thế nào gọi là kiến bộc lưu? Chấp thế gian là thường, vô thường. Thế gian là hữu biên, vô biên. Có thân, có mạng. Chẳng phải thân, chẳng phải mạng. Như Lai có chết, Như Lai không chết. Hoặc Như Lai vừa chết, Như Lai không chết. Không phải Như Lai vừa chết, cũng không phải Như Lai không chết. Đó gọi là kiến bộc lưu. Thế nào là vô minh bộc lưu? Vô minh là không biết, không tin, không thấy, tâm ý tham dục, hằng mong cầu và có ngũ cái. Tham dục cái, sân nhuế cái, thụy miên cái, trạo cử cái, nghi cái. Lại chẳng biết khổ, chẳng biết tập, chẳng biết diệt, chẳng biết đạo. Đó gọi là vô minh bộc lưu. Thiền tử nên biết, Như Lai nói bốn dòng lũ này, nếu có ai chìm vào đây thì chẳng thể đắc đạo. Bấy giờ vị trời kia nghe lời này xong, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ trời Tam Thập Tam biến mất, đi đến chỗ ta, cúi lạy rồi đứng một bên. Trời ấy bạch với ta: lành thay Thế Tôn, khéo nói nghĩa này. Như Lai đã nói bốn dòng lũ, nếu phàm phu chẳng nghe bốn dòng lũ này thì chẳng được bốn an lạc. Thế nào là bốn? Đó là lạc do an chỉ, lạc chánh giác, lạc của sa môn, lạc niết bàn. Nếu phàm phu chẳng biết bốn dòng lũ này thì chẳng được bốn an lạc này. Nói vậy xong, ta lại bảo: thật vậy thiên tử, như lời ông nói. Nếu không biết được bốn dòng này thì không biết được bốn an lạc này. Rồi ta tuần tự nói các đề tài cho vị trời kia: đề tài về thí, đề tài về giới, đề tài về sanh thiên. Dục là tướng bất tịnh, là hữu lậu, là tai hoạn lớn. Xuất yếu là an lạc. Bấy giờ vị trời ấy đã phát tâm hoan hỷ, ta liền diễn nói rộng về pháp bốn dòng lũ và nói về bốn an lạc. Khi ấy vị trời kia chuyên tâm nhất ý tư duy pháp này, sạch các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Nay ta cũng nói bốn pháp bốn lạc này để được pháp bốn đế. Như thế này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Kinh số 10. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nên tu tưởng vô thường, nên quảng bá tưởng vô thường. Đã tu tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường, thì đoạn ái dục giới, ái sắc giới, ái vô sắc giới, đoạn tận vô minh, đoạn tận kiêu mạn, ví như đốt cháy cây cỏ, tất cả đều dập tắt hết. Đây cũng vậy, nếu tu tưởng vô thường thì đoạn trừ hết tất cả kết sử. Vì sao thế? Ngày xưa rất lâu, có một thiên tử đem 500 ngọc nữ theo nhau kẻ trước người sau đến dạo chơi trong vườn Nan Đàn Bàn Na. Chơi đùa dần dần đến dưới gốc cây ca ni, hưởng thú ngũ dục. Rồi thiên tử kia leo lên cây chơi, hái hoa, tâm ý rối loạn, rơi xuống cây mà chết. Ông sinh trong nhà gia chủ lớn trong thành Xá Vệ này. Bây giờ, 500 ngọc nữ đấm ngực kêu gào không ngớt. Ta dùng thiên nhãn trông thấy thiên tử chết, tái sinh trong nhà đại gia chủ trong thành Xá Vệ. Qua 8-9 tháng, sinh một bé trai xinh đẹp vô song, như màu hoa đào. Con gia chủ dần dần khôn lớn, cha mẹ liền tìm vợ cho nó. Cưới vợ chưa bao lâu, nó lại chết, sanh trong biển lớn làm thân rồng. Bây giờ trong nhà gia chủ kia, cả nhà đều kêu khóc đau đớn rất thương tâm. Rồng ấy lại bị chim cánh vàng ăn thịt, chết sinh trong địa ngục. Lúc ấy, các long nữ lại thiết tha thương nhớ vô tả. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: trời kia lúc hái hoa, tâm ý loạn không an, như nước trôi thôn xóm, tất chìm không vớt được. Bây giờ chúng ngọc nữ vây quanh mà khóc lóc, mặt mày rất xinh đẹp, yêu hoa mà mạng chung. Loài người cũng than khóc, mất khúc ruột của ta, vừa bụng lại mạng chung, bị vô thường tan hoại. Long nữ theo sau tìm, các rồng đều tụ tập, bảy đầu thật dũng mãnh, bị chim cánh vàng hại. Chư thiên cũng âu sầu, loài người cũng như thế, long nữ cũng sầu ưu, địa ngục chịu đau khổ. Diệu pháp bốn đế này mà chẳng biết như thật, có sinh thì có chết, chẳng thoát biển sông dài. Thế nên hãy khởi tưởng, tu các pháp thanh tịnh, tất sẽ lìa khổ não, lại chẳng bị tái sinh. Thế nên các tỳ kheo, hãy nên tu hành tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường, sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cũng đoạn kiêu mạn, đoạn tận vô minh không dư tàn. Như thế các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, đệ tử Tôn giả Mục Liên và đệ tử Tôn giả A Nan, hai người nói chuyện. Hai chúng ta đồng tụng kinh, xem ai hay hơn. Lúc ấy, nhiều tỳ kheo nghe hai người thảo luận, bèn đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy, rồi ngồi qua một bên. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: này có hai người bàn luận, hai chúng ta cùng tụng kinh xem ai hay. Thế Tôn bảo một tỳ kheo: người đi gọi hai tỳ kheo ấy đến đây. Tỳ kheo đáp: kính vâng bạch Thế Tôn. Tỳ kheo vâng lời Phật dạy, đến hai người kia bảo họ. Thế Tôn cho gọi hai ông. Hai người nghe tỳ kheo nói, liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi đứng một bên. Bây giờ Thế Tôn bảo hai người: các người ngu si, các người thực có nói chúng ta cùng tụng kinh xem ai hay hơn không? Hai người đáp: thật vậy bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo: các người có nghe ta nói pháp này, hãy cạnh tranh với nhau chăng? Pháp như thế đâu khác Bà La Môn. Các tỳ kheo đáp: con chẳng nghe Như Lai nói pháp này.
Thế Tôn bảo, ta do không thuyết pháp này cho tỳ kheo, vì vậy mà các ngươi tranh hơn thua chăng? Nhưng pháp mà ta thuyết hôm nay là muốn có người được hàng phục, có người được giáo hóa. Tỳ kheo nào lúc thọ lãnh pháp, hãy nhớ suy nghĩ bốn duyên, xem có tương ưng với khế kinh, A Tỳ Đàm, luật không? Nếu tương ưng, hãy nhớ vâng làm. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ, tụng nhiều việc vô ích, pháp này chẳng phải hay, như đi đếm số bò, chẳng thiết yếu sa môn. Nếu tụng tập chút ít, nhưng thực hành theo pháp, pháp này là trên hết, đáng gọi pháp sa môn. Tuy tụng đến nghìn chương, không nghĩa đâu ích gì, chẳng bằng tụng một câu, nghe xong đắc đạo được. Tuy tụng đến nghìn lời, không nghĩa đâu ích gì, chẳng bằng tụng một nghĩa, nghe xong đắc đạo được. Dẫu tại bãi chiến trường, thắng nghìn nghìn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, chiến thắng thật tối thượng. Thế nên, này các tỳ kheo, từ nay về sau chớ nên tranh tụng, chớ có tâm hơn thua. Vì sao thế? Hãy nghĩ hàng phục tất cả mọi người. Nếu tỳ kheo có tâm hơn thua, tâm tranh tụng nhau mà cùng cạnh tranh, thì phải lấy pháp luật mà trị. Tỳ kheo, vì thế hãy tự tu hành. Hai tỳ kheo nghe Phật nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng lên, cúi lạy Thế Tôn sám hối. Từ nay về sau, chúng con không làm vậy nữa. Cúi xin Thế Tôn nhận lời con hối lỗi. Thế Tôn bảo, trong Đại Pháp, các ngươi đã chịu sửa lỗi, tự biết có tâm cạnh tranh. Ta nhận sự hối lỗi của các ngươi. Các tỳ kheo chớ nên thế nữa. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Tăng thượng tọa hành tích, vô tình vườn quán hồ, vô lậu vô tức thiền, bốn lạc không tranh tụng.